Tổng cục Khí tượng Thủy văn, hôm nay ngày 27 tháng 9, nhiều nơi xác suất cao có mưa dông, xác suất mưa tại thành phố Hồ Chí Minh là 90%. Dự báo ngày và đêm nay, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chiều và tối có mưa rào và dông, lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 90mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.